Nhà con trồng trọt trang trại Biết là sát sanh phạm giới phật tử nhưng côn trùng phá hại Nếu không diệt thì không canh tác được Kính sư cho con lời dạy Nếu như mà đúng Thì sư sẽ không trả lời câu hỏi này Bởi vì ủy biết là có trong kinh có những chỗ mà người ta hỏi Đức Thế Tôn không có trả lời. Ví dụ như một cái người lính đến hỏi Đức Thế Tôn về cái việc là người lính đi đi bảo vệ tổ quốc như vậy đó thì được sanh thiên có đúng hay không? Thì Đức Thế Tôn ngài không có trả lời. Và người lính nó buộc phải thỉnh ba lần tức là vị đó thật sự thật lòng muốn biết thật lòng muốn biết thì cái đó đức thế tôn mới trả lời hoặc là một cái người nghệ sĩ hỏi đức thế tôn là cái người nghệ sĩ đem lại tiếng cười cho thiên hạ thì chết được sanh thiên đúng hay không đức thế tôn cũng ba lần từ chối ngài không có muốn trả lời nhưng mà do cái vị này nài nỉ đức thế tôn trả lời thì ngài mới trả lời cho biết sự thật cũng tương tự như vậy đấy bây giờ quý vị làm vườn mà bây giờ nếu như một quý vị hỏi thì đúng ra lẽ ra thì sư không muốn nên trả lời bởi vì nếu như sư trả lời đó không lẽ bây giờ quý vị bỏ việc hay sao nhưng mà bây giờ nếu quý vị bỏ không được thì sư nói nó sẽ đem lại nhiều cái sự tai hại cho chính bản thân quý vị và có khi cho cả bản thân xứ trong kinh ấy ở đức ở trong trường bộ thì phải đức phật nói rằng thật khó để mà tìm một chúng sanh chưa từng làm cha làm mẹ của mình thật khó để tìm một chúng sanh chưa từng làm ông làm bà của mình thật khó để tìm một chúng sanh chưa từng làm cô làm chú của mình thật khó để tìm một chúng sanh chưa từng làm anh làm chị làm em của mình thật khó để tìm một chúng sanh chưa từng làm con ruột của mình cái thứ nhất cái thứ hai là tất cả chúng sanh có bốn pháp cộng nghiệp mà chính bởi vì cái sự cộng nghiệp ấy cho nên chúng sanh giống nhau cộng nghiệp gần thì trở thành vợ chồng cha mẹ con cái của nhau giống nhau xa thì trở thành họ hàng bà con nhưng mà trở thành họ hàng bà con ấy, trở thành cha thành mẹ thì chỉ trong trường hợp là họ được tái sanh làm người thôi Nhưng mà có những thân bằng quyến thuộc uh, Không có đủ phước để tái sanh làm người Mà họ tái sanh làm loài thú Thì cũng chính bởi vì sự cộng nghiệp Cho nên họ sẽ trở thành loài thú Loài động vật Ở gần người thân của họ Cái chuyện này quý vị dễ thấy nè Tại sao mình nuôi con chó, nuôi con mèo Nó mến mình tới như vậy Bản thân nó là người thân ấy và thiên hạ thì kêu gọi là không có nên ăn thịt chó mèo bởi vì chó mèo là bạn chứ không phải đồ ăn nhưng mà họ không hiểu là ngay cả con kiến mà nó đang sống ở trong nhà của mình ấy, bản thân nó cũng là thân bằng quyến thuộc nhiều đời của mình chẳng qua là bây giờ họ chưa có đủ phước để họ làm người thôi. quý vị có bao giờ nghĩ như vậy hay không? À, mình có một đứa đứa con nhưng mà cái đứa con nó chẳng may nó chết yểu chết trong chết trong bụng mẹ chết trong bụng mẹ chết yểu Thật ra mình không có đẻ được ra được nhưng mà nó không đủ phước ấy nó không đủ phước à, cho nên là nó nó tái sanh làm cái con chuột ở trong nhà nhưng mà bạn bởi vì nó là con chuột cho nên là bây giờ mình lấy Mình thấy nó là mình lo, mình đập Thậm chí là mình bắt, mình bẫy Rồi mình giết nó Mà mình không biết cái con chuột đang co ro Ở trong cái lòng ấy nó chính là cái đứa con mà hồi xưa mình nuôi mình lo mình thương hết lớn chuẩn bị đẻ tới nơi rồi mà nhưng mà bị xảy thai mình nhìn cái cục đỏ hỏn đi ra từ khỏi cơ thể của mình không còn thở thì mình khóc chết lên chết xuống nhưng mà bây giờ nó đang co ro trong cái lòng là mình nhẫn tâm mình giết mình không có biết mình không có thương có ngờ được chuyện đó không nhưng mà chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra sư vừa đề cập ở trong kính ấy thật khó để tìm một chúng sanh chưa từng làm con ruột của mình ừ. ở trong chú giải không phải, không phải chú giải sư nhớ có một cái giai thoại như thế này đây chà nó đỏ rồi Đó. sự nhớ có một cái giai thoại như thế này là hai vợ chồng có hai vợ chồng Ờ uh, một uh, hai vợ chồng thì có có cha có mẹ uh, có uh, rồi um, cũng có hàng xóm nhưng mà hàng xóm thì tranh chấp với nhau thành ra là trở thành kẻ thù sư không biết là quý vị nghe có rõ hay không video nó đang bị giật tôi sư nói luôn cái này rồi sư nghĩ rồi bẵng đi một thời gian thì kẻ thù bẵng đi một thời gian thì cha mẹ cũng chết rồi kẻ thù cũng cũng chết thì cái người cha đó thì sanh làm cái con cá do thương mến con cho nên sanh làm cái con cá trong ao còn người mẹ đó cũng do thương mến con nó sanh làm cái con chó ở trong nhà còn cái cái người cái kẻ thù người hàng xóm kẻ thù cũng do cái sự dính mắt đối với hai vợ chồng này cho nên sanh làm cái đứa con thì một hôm ấy anh chồng ảnh tác ao cá ảnh bắt con cá ảnh ăn anh làm những cá anh ăn thì khi ảnh làm thịt con cá đó thì cái con chó nó nhào lên nó nó quẩy đuôi thì anh chồng ảnh đạp con chó và uh, bà vợ thì bà đang ẩm cái đứa con ở trên tay thì một vị một vị chứng thiền đắc thông thấy cảnh này và vị này cười vị này cười bởi vì thấy có hai con người ăn giết cha đạp mẹ và ôm ấp kẻ thù đấy uh, cái thế gian này nó vốn dĩ nó là như vậy cho nên đừng có coi thường những cái con sâu con bọ có khi hồi xưa đó hồi xưa mình nuôi thì mình không có tiền mình nuôi nuôi không nổi nó chết bờ chết bụi bây giờ nó nó quay trở lại nó thấy ba má nó làm ruộng làm rẫy thì nó tới nó xin miếng ăn mà nó không ngờ tới là chính bởi vì nó không còn là con người cho nên ba má thấy mặt nó là giết nó À, chính bởi vì những lý do đó thành ra ngay từ đầu sư nói cái câu hỏi này thì sư vốn dĩ là sư không có nên trả lời nhưng mà thôi thì sư cũng đã trả lời rồi thì quý vị suy nghĩ quý vị suy nghĩ và cái lựa chọn thì cũng là do mình thôi do mình thôi. Cho nên đừng có nghĩ cái chuyện mà sắc xanh thì cái chuyện phạm giới thì nó, nó là chuyện nhỏ rồi và ừ, phạm giới nó chuyện nhỏ rồi à, rồi nó lại thêm một vấn đề nữa mà xin nhắc quý vị như thế này à, nếu như mà quý vị um, trồng trọ quý vị trồng cây nếu mà quý vị trồng cây ha, quý vị đào đất rồi quý vị thấy phát hiện một cái một cái quả bơm à, và quý vị biết rằng á, trên cái thửa ruộng đó còn rất là nhiều cái mảnh bơm nữa à, nhưng mà thì quý vị có ngưng và quý vị báo cho nhà nước để rà soát bom mìn hay không mặc dù có khi là rà soát bom mìn đó thì như vậy thì mình không có đất canh tác không có đất canh tác Ờ, nhưng mà thì quý vị có chịu có chịu ra soát bom miền bom miền hay không hay là mình suy nghĩ là nếu như mà tôi báo nếu mà tôi báo thì uh, tôi không có đất để tôi canh tác rồi thôi tôi khỏi báo thì tôi cuốc tôi cuốc chúng cái nào nếu nó chưa có nổ thì tôi đào nó lên tôi quăng qua bên thôi còn cuốc chúng nổ tôi chết ráng chịu có ai đi làm cái chuyện đó hay không Mình như là không đó. đào chúng cục bơm mà nó chưa nổ mình mừng mình cũng chết rồi nha không có ai có cái gan mình ngồi tiếp ở đó mà tiếp tục mình đào tương tự như vậy cái chuyện mà mình phạm giới đây Hả? cũng y như cái chuyện mình đang đào bơm vậy đang cưa bơm mình cứ nghĩ là mình đối thì nó quan trọng hơn cái chuyện mình đi địa ngục như sư nói hoài đi địa ngục có thì chờ tới khi mình chết mới đi còn đối thì nó có trước ngay trước mắt cho nên nhiều người thì họ lo cái đối trước còn cái chuyện địa ngục họ tính sao chính bởi vì như vậy cho nên là chúng sanh khó thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sư không có cái gì phải chê trách quý gì hết sư chỉ cảm thán thôi chính bởi vì thế gian nó như vậy cho nên ý, số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đi địa ngục ngạ quỷ xúc sanh nhiều như lông bò mà số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi người cõi trời ít như sừng bò. thì chúng ta chỉ là những cái sợi lông bò biết thương thì lo đi lên còn không biết thương thì thôi ráng chịu